Xin chào các bạn đến với Nhà đẹp Can CX. Rất vui mừng được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình chia sẻ những mẫu nhà đẹp cùng công ty tư vấn kiến trúc Nhà đẹp Can CX. Xin chào các bạn đến với Nhà đẹp Can CX. Ngày hôm nay xin giới thiệu với các bạn một mẫu nhà gác lửng rất là hiện đại được thiết kế cho anh Chiến tại Bình Phước. Trước khi đến với mẫu nhà ngày hôm nay thì nếu bạn là người lần đầu tiên đến với Nhà đẹp Can CX thì hãy đăng ký và nhấn vào chuông thông báo để cập nhật nhiều mẫu nhà đẹp tiếp theo. Thì ở đây các bạn sẽ thấy là rất nhiều mẫu nhà, bao gồm cấp 4 biệt thự, nhà vườn, nhà phố và rất nhiều mẫu nhà khác. Các bạn hãy truy cập vào Can2X và nhấn vào đăng ký ở khu vực này và nhấn vào chuông thông báo để mỗi khi mà có video up lên thì các bạn sẽ nhận được thông báo. Thứ hai là trang Facebook của Nhà đẹp Can CX. Các bạn hãy truy cập vào trang Facebook của Nhà đẹp Can CX để xem rất nhiều mẫu nhà, bao gồm cả hình ảnh và video. Thứ ba là website của Nhà đẹp Can CX là thiết kế xây dựng 2x.com. Các bạn hãy truy cập vào trang web này xem rất nhiều mẫu nhà, bao gồm nhà vườn, nhà biệt thự, nhà phố và rất nhiều mẫu gác lửng ở trong này. Các bạn hãy vào đây và khám phá cho mình một mẫu nhà mới. Trở lại với mẫu nhà hôm nay. Mẫu nhà được thiết kế cho anh Chiến tại Bình Phước, ở phường An Lộc, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước. Anh đã chọn gói thiết kế tận nhà thì đơn vị hãy đã đến tận nhà và khảo sát đất cho nhà anh và đưa lên cho anh một phương án nhà gác lửng mang phong cách hiện đại và rất là rẻ, với chi phí rất là hợp lý, bởi vì anh cần là công năng và thứ hai là chi phí của anh cũng rất là ít, nên là anh cần một ngôi nhà vừa hiện đại vừa tiết kiệm chi phí và mang thẩm mỹ về lâu bền. Cho nên anh Chiến đã lựa chọn đơn vị ấy là một trong những đơn vị tiên phong trong áp dụng công nghệ mới giúp giảm chi phí về thiết kế, thi công và đặc biệt là hỗ trợ về khoản thi công trong quá trình làm nhà. Với diện tích là 6 x 17 m, ngôi nhà của anh có công năng bao gồm là phòng khách, bếp ăn, phòng ngủ và phía trên sẽ là 2 phòng thờ và 2 phòng ngủ ở phía trên. Đấy, một mẫu gác lửng rất là hiện đại và đẹp với diện tích là 6 x 17 m. Ngôi nhà mang hơi hướng phong cách hiện đại, toát lên sự sang trọng cho ngôi nhà, với hai hệ mái, một hệ mái xuôi về phía trước và một hệ mái xuôi về phía sau. Thì hệ mái xuôi về phía trước là sẽ lợp tôn giả ngói các bạn nhé, và phía sau sẽ là lợp tôn sóng để tiết kiệm chi phí. Ngôi nhà mang hình dáng rất là phong cách và mới lạ. Đây là một mẫu rất là hiện đại và tiết kiệm chi phí các bạn nhé. Và với những không gian xanh thì hãy thiết kế cho anh rất là nhiều mảng kính để đón thiên nhiên và hướng gió, ánh sáng, làm sao mà hài hòa nhất dành cho ngôi nhà của anh. Nhìn vào ngôi nhà của anh, ta có thể thấy là không cần phải đắp vẽ cầu kỳ. Đấy, các bạn sẽ thấy là không cần phải đắp vẽ cầu kỳ mà cũng toát lên sự hiện đại và sang trọng riêng của ngôi nhà. Với mẫu gác lửng này thì sẽ rất là phù hợp với những khu vực miền Nam và miền Trung. Và với diện tích rất là nhỏ hẹp thì rất là phù hợp với ngôi nhà này. Ngôi nhà được sơn chủ đạo là tông màu trắng. Thì với sơn màu trắng này thì mang cho hơi hướng rất là hiện đại và bền màu theo thời gian. Ngôi nhà kết hợp với các hệ đèn ở xung quanh này, hệ xung quanh ở chỉ này, tạo cho ngôi nhà sự hiện đại và cách tân riêng. Kết hợp với hệ nhôm kính sinh pha. Đây, tất cả cửa sổ và cửa chính đi đều là sử dụng hệ nhôm sinh pha Only 38. Đơn giá trên thị trường hiện nay thì 2 triệu trên mét vuông. Ở phía bên phải này thì sẽ có một lối đi cửa phụ. Đây, đi vào phía bếp ở khu vực này các bạn nhé. Đấy. Ngôi nhà của anh được đôn lên 3 bậc. Đây, các bạn sẽ thấy là hệ tam cấp 3 bậc. Phía bên trái sẽ là hệ bồn hoa, tạo không gian xanh cho công trình. Kết hợp với các mảng kính lớn
để đón ánh sáng và các luồng gió. Bây giờ ta sẽ khám phá công năng bên trong của công trình. Với diện tích là 6m nhân với 17 và phía trước sẽ là 5m này. Phía trước phòng khách sẽ là 5m các bạn này. Đi lên 3 bậc này, đi vào phòng khách có diện tích là 26m2. Đấy, 26m2 vừa đủ không gian để tiếp khách. Đây, các bạn sẽ thấy là vừa đủ không gian để tiếp khách. Phòng bếp ở khu vực này gần 25m2, bố trí bàn bếp ở đây, tủ lạnh ở đây, cửa sổ lấy sáng ở đây, cửa đi phụ vào bếp ở đây. Các bạn sẽ thấy cầu thang đi lên các lần ở khu vực này các bạn nhé. Đi về phía sau sẽ là phòng ngủ thứ nhất, có diện tích là gần 14m2 và kết hợp với vệ sinh ở phía trong này. Đấy. Phía sau cùng sẽ là nhà vệ sinh chung, có diện tích lớn là 4m2. Đấy. Và phía sau này thì sẽ là hệ sân vườn của nhà anh, có cửa phụ đi về phía sau này, với diện tích là 6 x 17, được bố trí công năng ở tầng trệt là phòng khách, phòng bếp, phòng ngủ và nhà vệ sinh. Bây giờ ta sẽ qua khám phá 3D của công trình. Đây, các bạn sẽ thấy là 3D công trình rất là trực quan thế này và rất là sắc nét như thế này. Các bạn sẽ thấy là rất ít đơn vị sở hữu công nghệ sắc nét 3D như thế này. Đấy, tất cả vật liệu được đổ màu cơ bản và được sắp xếp đồ rất là nét như thế này. Đấy. Các bạn sẽ thấy là rất là trực quan như thế này. Các bạn sẽ thấy là đi lên 3 bậc sẽ là phòng khách này. Đấy. Rồi đi qua là cầu thang sẽ là phòng bếp này. Màn ăn ở đây. Đấy, cửa đi phụ ở đây, các bạn sẽ thấy trực quan thế này. Nhà vệ sinh chung ở đây. Nhà vệ sinh riêng đây. Máy giặt đặt ở phía này. Đấy. Các bạn hãy dừng hình điện thoại và tivi để ngắm kỹ chức năng của ngôi nhà này. Một ngôi nhà có diện tích rất là vừa phải, nhỏ gọn và công năng rất là hợp lý. Nếu các bạn có nhu cầu mua lại bộ hồ sơ này thì hãy liên hệ ngay với 2X. Đấy, các bạn hãy ngắm kỹ chức năng bên trong của ngôi nhà. Bây giờ ta khám phá bên trong mặt bằng tầng lửng. Đây là mặt bằng tầng lửng. Thì đi lên cầu thang sẽ là phòng thờ các bạn nhé. Có diện tích là gần 9m2. Phía này thì sẽ có cửa sổ lấy sáng khu vực này. Đấy, rất nhiều cửa sổ để lấy sáng. Đi về phía sau sẽ là phòng ngủ thứ hai và phòng ngủ thứ ba. Phòng ngủ thứ hai có diện tích là 13m2. Phòng ngủ thứ ba có diện tích là 16m2. Đấy, các bạn sẽ thấy. Đấy, một vệ sinh chung. Và phía sau có diện tích là 5m2, rất là rộng và thoải mái. Đấy, phía này thì sẽ là bố trí bàn học dành cho con cái. Cửa lấy sáng ở khu vực này. Đây là 3D phía tầng lửng các bạn nhé. Đấy, các bạn sẽ thấy là phòng thờ ở đây, cửa sổ lấy sáng ở đây, phòng ngủ thứ hai ở khu vực này, phòng ngủ thứ ba ở đây. Đấy, nhà vệ sinh ở bên trong. Đấy, các bạn sẽ thấy là rất là trực quan thế này. Với công nghệ hiện đại 3D thế này thì rất ít đơn vị có và rất là sắc nét đến từng chi tiết vật liệu như thế này. Đấy. Với các đơn vị khác thì các bạn chỉ nhìn được một mặt bằng. Đó. Các bạn hãy dừng hình điện thoại và tivi để ngắm kỹ chức năng bên trong của công trình. Các bạn sẽ thấy là công nghệ này thì rất ít đơn vị đang áp dụng. Và thường thường nếu các bạn mà lên phương án thì các bạn chỉ nhìn được cái mặt bằng 2D. Và khi các bạn muốn cung cấp cái mặt bằng 3D nhìn từ trên xuống hay là bố trí nội thất cơ bản thì các bạn sẽ không bao giờ nhận được những cái hình ảnh từ trên cao hay là cận cảnh như thế này để các bạn có một góc nhìn trực quan về ngôi nhà tương lai của mình. Đấy. Rất là khó để các bạn có thể yêu cầu các đơn vị khác có những cái hình ảnh trực quan như thế này.
Vừa rồi các bạn vừa ngắm ký 3D công năng của công trình. Sau khi mà anh đã liên lạc và được 2X tư vấn rất là cụ thể thì anh đã mời 2X đến nhà và tư vấn cho anh, khảo sát miếng đất cho anh. Đấy. Và sau khi về nhà thì sẽ là liên lạc qua Zalo. Đấy, một phương thức hiện đại với thời công nghệ 4.0 thế này thì các bạn thấy là tất cả phương án, hình ảnh, mặt bằng đều gửi qua Zalo. Đấy. Đấy, file này các bạn nhé. Rất là trực quan như thế này. Nếu các bạn có nhu cầu thì hãy liên hệ ngay với 2X để được tư vấn về thiết kế nhà, thi công nhà một cách chi tiết nhất. Tiếp theo sẽ là bản vẽ thiết kế của nhà anh, thiết kế tháng 4 năm 2020 ở phường An Lộc, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước các bạn nhé. Đây là phần bản vẽ kiến trúc, các bạn sẽ thấy là rất là trực quan thế này. Đấy. Đầy đủ tất cả những công năng, mặt bằng, định vị, đấy, kiến trúc. Cứ 2D kết hợp với 3D thế này giúp cho thợ thầy khi mà nhìn vào bản vẽ thì có một cách nhìn trực quan, cụ thể và đầy đủ nhất. Đấy, các bạn sẽ thấy là rất ít đơn vị có kiểu 3D như thế này. Đấy, phân lớp, lớp tôn này, lớp ngói này, lớp xốp cách nhiệt này, xà gồ này, để nhà thầu và thợ thầy có một cách nhìn trực quan về ngôi nhà, giúp thi công rất là dễ dàng. Đấy. Các bạn sẽ thấy là rất là trực quan, rất là nhiều hồ sơ bản vẽ như thế này. Tiếp theo sẽ là phần kết cấu. Kết cấu thì sẽ có là cột, dầm, sàn, chi tiết, móng đều đã có đầy đủ, lên tô. Đấy. Thống kê khối lượng thép thang đều có đầy đủ. Đấy. Tiếp theo sẽ là phần điện nước. Đấy. Phần điện nước đều có đầy đủ cho các bạn. Đấy. Vừa rồi các bạn vừa tham khảo một mẫu nhà cấp 4 gác lưng rất là đẹp nữa. Nếu các bạn muốn mua lại bộ hồ sơ này hoặc là các bạn có nhu cầu thiết kế thì hãy liên hệ gọi ngay 0854 989 768 để được đến nhà và tư vấn thiết kế. Cảm ơn các bạn đã xem clip của nhà đẹp KCX. Xin chúc các bạn luôn luôn mạnh khỏe và thành công trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại.